Ra. Nữ nhi, cái tên lưu manh vô lại này, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Lên đó nhưng không thấy người nữa. Chúng ta đi. Vâng. Cứu mạng! Cứu mạng! Tên xấu xa đáng chết. Ta mà thấy người ta không giết người thì ta không phải họ Phương. Đà tạ vị công tử đây đã cứu giúp. Các vị, uyên ương liền cánh của tiểu nữ đã được vị công tử đây lấy được, đúng là lương duyên trời ban. Nếu cái người mới gây rắc rối lúc nãy đã đi rồi, vậy thì ta tuyên bố, người thắng hôm nay là vị công tử đây. E là chuyện này... Công tử, Phương gia ta tốt xấu gì cũng là người giàu nhất Sơn Thành. Cậu vào phủ của ta thì không thiệt đâu. Nhưng mà đừng nhưng nhị gì nữa là cậu đấy. Hay... Cũng tốt. Nếu ông ấy giàu nhất Sơn Thành, chắc là sẽ rất hiểu rõ chuyện ở nơi này. Chỉ bằng cứ xem tình hình rồi tính. Hay, hay. Tại sao ngươi lại đi theo ta? Nói. Ta thấy đám người đó đi theo cô. Ta sợ, sợ cô gặp nguy hiểm. Hôm đó tại sao lại rời đi? Lẽ nào ngươi không biết đám sát thủ đó vẫn chưa rời khỏi Sơn Thành sao? Ta sợ liên lụy đến cô. Được rồi, nếu muốn sống thì đi theo ta. Đợi đã, ta còn có việc chưa xử lý xong. Đợi ta xử lý xong sẽ hội họp với cô. Tối nay đợi ta ở đầu hẻm, được không? Này, cô có đến hay không hả? Mời công tử dùng trà. Không biết tôn tính đại danh của công tử, bái sư ở đâu?
Tại hạ Lý Chính, bái phụ thân là Lý Mạn Thanh làm sư phụ. Người cậu nói chính là con trai Lý Mạn Thanh của tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoa, chính là gia phụ. Ta nói hèn chi công tử lại khí khái phi phàm, khắp người đều là chính khí hiệp nghĩa, thì ra là hậu thế của danh môn. Thất kính rồi. Lợi hại vậy sao? Lý công tử à, lão phu đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ có thể có quan hệ với Lý gia. Đúng thật là có phúc ba đời. Buổi tỷ võ chiêu thân hôm nay đúng thật là... Cha, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Hôm nay cái người tỷ võ chiêu thân bỏ chạy mất rồi. Lý công tử này chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, cho nên buổi tỷ võ chiêu thân hôm nay không tính nữa. Cảng quấy, hôn nhân đại sự sao có thể là cho đùa được? Cha, sao người lại không nói lý gì vậy? Chúng ta rõ ràng đã quyết định rồi mà. Phương cô nương nói đúng rồi, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua rồi cứu giúp thôi. Đúng vậy, Phương Khả Khả này vô đức vô tài, sao có thể tùy tiện đính hôn với Lý công tử được, đúng không? Huynh nói xem có phải không? Chuyện hôn nhân đều dựa vào duyên phận, không thể miễn cưỡng được. Đúng thế, đúng đúng đúng, Lý công tử nói đúng. Duyên phận đến rồi muốn tránh cũng không được. Vậy hôm nay cậu cứu con gái ta, không phải là duyên phận đó sao? Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nếu đã đến Sơn Thành, thế thì cứ ở lại phủ của ta đi. Cậu thấy sao? Chuyện này... Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh. Được được, huynh đã cứu ta, vậy ta sẽ đưa huynh đi chơi khắp Sơn Thành. Đúng, đúng, ý này hay đấy. Lý công tử, cậu thấy sao? Nhân cơ hội này, ta cũng phải dò la tung tích của bọn họ. Đi ra ngoài ngay, trước mắt các ngươi. Tại sao mấy ngày liền rồi không bẩm báo với ta? Nô tỳ tưởng rằng công tử chỉ ra ngoài chơi vài hôm, trước đây cũng như vậy, nên không bẩm báo với công chúa. Không ngờ, không ngờ lâu như vậy mà vẫn chưa về, đúng không? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Lan Hương, người có manh mối gì không? Công tử chỉ đem theo một ít ngân lượng, một ít châu báu, cưỡi con ngựa tốt nhất trong phủ. Nô tỳ chỉ biết bằng ấy thôi ạ. Phạt bọn chúng thật nặng vào, để cho chúng nhớ đời. Chính nhi đi đâu được chứ? Chính nhi ra ngoài, phỏ mã có phản ứng gì không? Phỏ mã vẫn giống như lúc trước, tuy biết là công tử bỏ nhà đi nhưng không tỏ ra sốt sắng gì cả. Công chúa, còn một chuyện phải bẩm báo với người. Thiết đại quản gia quay về rồi. Mấy năm nay hắn luôn để Thiết Ngân Y bí mật tìm kiếm con tiện nhân Thượng Quan Tiên, tưởng ta không biết chắc. Công chúa, có khi nào là phỏ mã bảo công tử đi tìm Thượng Quan Tiên không? Không thể nào. Chuyện đắc tội với bổn công chúa như vậy, chàng sẽ không làm vậy đâu. Có lẽ là chính nhi tự muốn ra ngoài. Cũng có mấy lần nó vô cùng tò mò về đứa nghiệt chủng kia. Người đừng thấy bình thường chính nhi ở nhà ngoan ngoãn, nhưng nếu mà cố chấp thì chẳng ai ngăn cản nổi đâu. Dựa vào võ công của nó, bảo vệ bản thân vẫn được. Chỉ là ở nhà được hầu hạ quen rồi, nay ra ngoài cũng chẳng dẫn theo tùy tùng, không biết có chăm sóc tốt được cho mình không nữa. Công chúa, nô tỳ thấy lần này Thiết đại quản gia quay về rất vội vàng, có cảm giác hơi vui mừng, hình như có chuyện tốt gì ấy. Thiết Ngân Y phụng lệnh tìm kiếm Thượng Quan Tiên, tuyệt đối sẽ không về tay không. Đi thông báo Cao Công Công, bảo hắn đến gặp ta. Vâng. Tham kiến công chúa. Miễn lễ. Không biết công chúa, người mà chúng ta vẫn luôn tìm đã tìm được rồi, nhưng ta không mong bất cứ một ai trong chúng xuất hiện ở Lý Phủ. Hiểu rồi ạ, công chúa. Thank you.
Chắc chắn chưa rời khỏi Sơn Thành. Tiếp tục tìm cho ta. Vâng. Đám sát thủ này theo sát như vậy mà ai ai cũng là cao thủ. Dựa vào võ công hiện giờ của ta, quả thật là tự chui đầu vào giỏ. Thượng quan Hoại, Phương Mỹ Nhân, sao thế? Hôm nay ta mới xăm một hình xăm, ngài xem có đẹp không? Đẹp không chứ? Đẹp, đẹp, đẹp. Trời trở lạnh rồi, cẩn thận kẻo bị lạnh đấy. Mặc y phục vào đi. Ta còn muốn xăm thêm gì đó, ngài nghĩ xem xăm gì cho đẹp. Bông hồng này đã đẹp lắm rồi, nếu cô vẫn muốn xăm thêm nữa thì xăm thêm một cái cây đi. Vậy sẽ càng đầy đủ hơn. Thật sự thêm một cái cây sao? Muộn nữa là thợ xăm đóng cửa đấy. Cô lại... Không phải đã nói sẽ đợi ta đầu ngõ sao? Ngươi dám gạt ta? Ta... Lúc ta hỏi cô lại không phản ứng. Sao ta biết cô thật sự đến chứ? Vậy việc ngươi nói muốn làm đã làm xong chưa? Vẫn chưa. Trước khi mẫu thần ta lâm chung đã nói với ta, người có đồ muốn giao cho ta, nói là giấu ở trong vườn sau nhà ta. Lúc ta chuẩn bị đi lấy thì đụng phải mấy tên sát thủ đó. Cũng may ta trốn nhanh nên mới trở về được. Cô không tin à? Hay là cô trở về lấy với ta đi. Trở về lấy. Không phải ngươi nói ngươi sợ mấy tên đó sao? Có cô rồi còn sợ gì nữa? Dù gì thì ta cũng phải lấy được món đồ đó. Vậy đi thôi. Trừng à, Chính Nhi, con nhất định phải nhớ lấy. Con mới là con trai độc nhất của Lý gia. Nếu như con tiện nhân đó đem con tới, con thật sự sẽ mất tất cả đấy. Phụ thân, người lại đang tra cứu hộ tịch à? Người không cần giấu Chính Nhi đâu. Chính Nhi biết người đang tìm. Ca ca chưa bao giờ gặp mặt của con. Con có thể giúp người tìm kiếm. Chính Nhi, không cần nữa. Đây là chuyện của cha. Con không cần giúp cha đâu. Sao người lại phải khổ như vậy? Nhiều tên như vậy gửi cha đến lúc nào chứ? Hơn nữa cho dù bây giờ huynh ấy có còn sống, cũng không thể được đăng trong hộ tịch của quan phủ địa phương. Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Phụ thân làm như vậy chẳng qua là vì muốn tìm kiếm sự yên ủi trong lòng mà thôi. Phụ thân hối hận lắm. Năm đó không bảo vệ được mẫu tử bọn họ. Việc đã qua lâu như vậy rồi, người đừng tự trách bản thân mình nữa. Có những chuyện một khi làm sai, e là cả đời cũng khó vãn hồi được. Chính Nhi, chuyện này con nhất định không được nhắc đến với mẫu thân con. Bằng không với tính cách của bà ấy, không biết sẽ gây ra những chuyện gì đâu. Hải Nhi hiểu rồi. Thực ra có một số chuyện con luôn muốn nói với phụ thân. Có chuyện gì con nói đi. Mỗi khi con nghe người nhắc đến mẫu tử bọn họ với mẫu thân, sự hiếu kỳ trong lòng con lại tăng thêm một bậc. Bọn họ trong lời người và bọn họ trong lời mẫu thân tuyệt nhiên không giống nhau. Con thường nghĩ, trên thế gian này có nhiều người như vậy, mà lại có người có mối quan hệ kỳ diệu như vậy với con. Con muốn biết huynh ấy trông như thế nào. Vậy nên con muốn đi tìm huynh ấy. Huống hồ con biết người rất thương nhớ người con trai đó. Nếu con tìm thấy huynh ấy, nhất định sẽ dẫn về để gặp người. Không tệ đấy huynh, thì ra là huynh. Nhất thời nổi hứng, khiến cô nương cười chê rồi. Huynh không đơn giản đấy nhỉ.
Xem cái bộ dạng thường thường của huynh, y phục trên người cũng không phải bất thường, nhìn không giống như tên gạt ăn gạt uống. Tại hạ không hiểu ý của cô nương. Ta cũng không hiểu sao huynh lại cứ ăn bám ở nhà ta như vậy, cứ ăn nhờ ở đậu hoài vậy. Phương cô nương quá lời rồi. Tại hạ không phải ăn bám ở Phương gia đâu. Tại hạ là tọa thượng binh của Phương gia, làm gì có việc ăn nhờ ở đậu chứ. Huống hồ ta... Được rồi, được rồi, ta không nói lại huynh. Kinh thành rộng lớn như vậy, sao huynh lại đến Sơn Thành làm gì? Tại hạ đặc biệt đến tìm người thân. Tìm người thân? Tại hạ có một người anh em họ, họ kép thượng quan, là người chí thân hồi nhỏ của gia mẫu. Gần đây gia mẫu thương nhớ thành bệnh, cố ý dặn dò tại hạ đi tìm. Họ kép thượng quan? Sơn Thành này họ thượng quan cũng chỉ có... Vậy đó không phải là mẫu thân của Hoại Phôi Tử sao? Thật không ngờ lại là chí thân của Lý gia. Phương cô nương biết người này à? Biết thì biết đấy, nhưng huynh đã đến muộn rồi. Có chuyện gì sao? Chính là mới đây cô ấy đã qua đời rồi. Qua đời rồi? Chuyện gì vậy? Huynh cũng đừng kích động. Mặc dù cô ấy đã qua đời, nhưng con trai của cô ấy vẫn còn sống. Vậy cô có thể nói sao cô ấy lại qua đời không? Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là bị một sát thủ che mặt giết hại thôi. Ta nghĩ chắc là thù mấy năm trước. Vậy cô nương có biết hiện giờ huynh ấy ở đâu không? Cái tên Hoại đó hại ta phải thi võ kén chồng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sẽ không để người tìm thấy thân thích dễ dàng như vậy đâu. Ta không biết đâu. Huynh vẫn là tự đi tìm đi. Phương cô nương. Mẫu thân ta trước lúc lâm chung có dặn, nhất định phải lấy được đồ vật thuộc về thượng quan nhà ta. Thực ra lúc ta còn nhỏ, mẫu thân ta rất nghiêm khắc với ta. Có thể vì ta quá ngốc, bất luận nỗ lực thế nào, bất luận làm thế nào, dường như cũng không đạt được yêu cầu của bà ấy. Nhưng bất luận như thế nào, ta biết mẫu thân của ta cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Trong lòng bà ấy rất thương ta. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, còn gánh trên lưng mối thù thâm sâu của Tiết gia. Đại thủ chưa báo, đến tư cách cười con cũng không có. Vâng, đổi nhi sai rồi, sau này sẽ không dám nữa. Sư phụ, cứu con. Học nội công với ta, bất luận còn có vất vả bao nhiêu, cũng phải nhẫn nhịn. Con không chịu nổi rồi. Cứu con với. Sư phụ.
cứu con với. Sư phụ nghiêm khắc với ta như vậy cũng là vì thương ta sao? Tìm thấy rồi. Bên ngoài Thanh Sơn Lầu. Ý là gì? Tiết cô nương, cô xem cái này có ý nghĩa gì vậy? Đây là bí mật của thượng quan gia các người. Người không sợ người ngoài như ta biết được sao? Cô đã từng cứu ta 2 lần, lẽ nào còn không tin cô sao? Nhưng ta không muốn cứu ngươi lần thứ 3 đâu. Nếu việc của ngươi đã làm xong rồi, vậy ngươi tự bảo trọng đi. Ta còn việc khác phải xử lý. Con ngựa này thật là đặc biệt đấy. Nếu ta nhớ không nhầm, hình như là ngựa Thiên Lý từ Ba Tư. Phương cô nương quả nhiên có mắt nhìn. Hay là chúng ta cưỡi ngựa vào thành chơi đi. Tiểu thư, không được đâu. Lão già đã nói là không thể để cô cưỡi ngựa mà. Ta nói bao nhiêu lần rồi, lúc ta nói chuyện không được xen vào. Phương cô nương, con ngựa này rất háu. Nếu không hiểu kỹ thuật cưỡi, e là sẽ bị thương đấy. Sao người lại dài dòng như vậy chứ? Chỉ là cưỡi ngựa thôi mà, đi thôi. Tiểu thư, con ngựa này ngoan thật đấy. Vậy cô cẩn thận chút nhé. Lý công tử, làm sao đây? Yên tâm, ta đuổi theo. Cho qua chút. Mau tránh ra. Tránh ra, mau tránh ra. Người trước mặt, tránh ra. Khả khả. Này. Tránh ra. Mau tránh ra. Này, này, muội cẩn thận một chút chứ. Này, ta nói với muội, muội phải cẩn thận, đừng qua đây. Tránh ra, tránh ra. Phương cô nương. Không sao chứ? Thượng quan hại. Cái đồ không có nghĩa khí nhà ngươi. Hình là tên khốn, xấu xa nhất trên thế giới. Cho người ta tìm. Được rồi, không bị thương chứ, muội đừng gấp. Cô nghe ta giải thích đi. Giải thích gì? Hôn sự của ta bị huynh phá hỏng hết rồi. Nói, rốt cuộc là huynh đã đi đâu? Muội nghe ta giải thích đi. Hôm đó ta gặp mấy tên sát hại mẫu thân của ta, suýt nữa bị bọn chúng bắt hại. Vậy nên ta chỉ có thể đi trước. Thật sự ngại quá. Vậy không phải rất nguy hiểm sao? Lý do này hợp lý. Vậy ta tha thứ cho huynh. Còn nữa, huynh nói đi, rốt cuộc huynh đã đi đâu? Con gái, nói đi. Có người chết, có người chết. Bà, có chuyện gì vậy? Con gái ta đêm qua không về. Ta đi tìm nó khắp nơi. Ai ngờ sáng nay lại phát hiện nó trên núi, nên kéo nó về đây. Không ngờ con gái ta lại chết thảm như vậy, không còn da mặt nữa rồi. Đây nhất định là Sơn Yêu tác quái. Đúng, đây nhất định là ai đã đắc tội với Sơn Yêu rồi. Sơn Yêu một ngày chưa diệt, Sơn Thành vĩnh viễn không yên. So với việc ngồi đây đợi, thì mọi người hãy hợp sức lại cùng đi bắt Sơn Yêu. Mọi người nói có đúng không? Con gái ta, Phương cô nương, thì ra ở đây thật sự có Sơn Yêu à? Ta cũng không rõ lắm, cũng chỉ mới biết khi nãy thôi.
Bà đừng buồn nữa. Con đưa bà về. Đi thôi. Đúng rồi, Phương cô nương. Cái người hoại phôi tử thượng quan hoại cô nói khi nãy, huynh ấy có phải? Đợi đã, huynh muốn hỏi gì thì tí nữa hỏi. Ta tìm người trước đã. Hoại phôi tử đâu? Hoại phôi tử. Hoại phôi tử. Hoại phôi tử. Hoại phôi tử. Lần sau ta mà gặp huynh, ta nhất định sẽ tính sổ với huynh. Phương cô nương, không sao chứ? Xong rồi, vì đuổi theo tên hoại phôi tử ấy, bây giờ không biết đây là đâu luôn rồi. Không sao, chúng ta cứ thuận theo hướng chảy của con sông ấy tìm là được rồi. Nếu đã không đuổi được huynh ấy, chúng ta về thôi. Đi thôi. Sao rồi? Hình như chân của ta bị trẹo rồi. Vậy ngồi bên kia chút đi. Nào, ngồi xuống. Chân cô sao rồi? Hình như chân ta bị trẹo rồi. Ta xem cho cô. Bị phù rồi. Đây là thuốc trị thương của ngự phủ trong cung. Để ta bôi cho cô. Sẽ nhanh khỏi thôi. Chịu chút nhé. Nếu cái tên hoại đó cũng cẩn thận bằng một nửa như vậy thì tốt rồi. Được rồi. Sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn huynh. Không cần khách sáo đâu. Đúng rồi, Phương cô nương. Người đuổi theo cô khi nãy là ai vậy? Lúc nãy vội quá, quên nói với huynh. Huynh ấy chính là con trai độc nhất của thượng quan cô. Là huynh ấy. Sao vậy? Không giống à? Không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Nghe nói thượng quan cô xuất thân danh môn, mà con trai bà ấy lại. Từ nhỏ huynh ấy đã như vậy rồi. Nghe nói huynh ấy cùng mẫu thân tới Sơn Thành chuyển qua bao nhiêu lần mới được như vậy. Quả thật đã trải qua bao nhiêu thê lương. Còn nữa, mẫu thân của huynh ấy rất nghiêm khắc, nhưng không biết tại sao càng nghiêm túc với huynh ấy lại càng làm ngược lại. Nhưng ta biết thật tâm huynh ấy không hề xấu, chỉ là thích ngang ngược thôi, thêm cái miệng xấu xa đó nữa. Hình như Phương cô nương rất hiểu huynh ấy. Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng huynh ấy, quen biết bao nhiêu năm thì đánh bấy nhiêu năm. Thì ra là như vậy. Những ngày tháng đó thật sự không hề dễ dàng gì. Trước đây có mẫu thân huynh ấy luôn ở bên. Bây giờ mẫu thân huynh ấy đi rồi. Ta nghĩ trên đời này có lẽ huynh ấy chỉ còn lại một người bạn là ta thôi. Đúng rồi. Thượng quan hoại đó sống ở Sơn Thành một mình cũng nhiều năm như vậy. Trước giờ chưa từng nghe nói có họ hàng thân thích gì đến thăm hết. Bây giờ mẫu thân huynh ấy qua đời rồi. Sau đó huynh lại xuất hiện. Điều này cũng hơi lạ thường đấy. Huynh không phải cũng đến giết huynh ấy chứ? Phương cô nương không cần lo lắng. Ta tuyệt đối không phải đến giết huynh ấy đâu. Vậy mấy năm trước huynh làm gì? Sao không sớm xuất hiện chứ? Mẫu thân bọn họ trước giờ đều ở ẩn, ít xuất hiện. Chúng tôi cũng là gần đây mới nghe được tin tức của họ. Nhưng thật không ngờ đã đến muộn một bước. Đúng vậy, đặc biệt là mẫu thân huynh ấy. Bao năm nay đều đeo khăn che mặt. Ta quen họ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mặt thật của bà ấy. Đặc biệt là bình thường bà ấy cũng không thích người khác đến nhà. Không còn sớm nữa, ta dìu cô về. Hoại phôi tử, từ từ. Làm gì vậy? Huynh đi đâu vậy? Chạy tới chạy lui cũng không tìm được huynh. Sao vậy? Muội bị thương à? Huynh còn nói, đều là vì đi tìm huynh mà chân ta mới bị trẹo đấy. Huynh có người thân đến tìm huynh này. Người thân của ta? Ta là Lý Chính, con của Lý Mạn Thanh, cố ý từ kinh thành đến tìm huynh. Phụ thân con là ai? Trước giờ ta chưa từng nói cho con biết. Ông ấy chính là hậu nhân của tiểu Lý Phi Đao, Lý Mạn Thanh. Ta không có người thân. Nhận nhầm rồi. Hoại phôi tử, đừng đi theo.
Con hoang, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta? Ta nói một lần nữa, ta không phải con hoang. Ngươi không phải con hoang, vậy cha ngươi tên là gì? Ngươi nhất định không biết cha ngươi tên là gì. Đến mẹ nó còn không biết cha nó tên là gì. Ta không phải con hoang, ngươi chính là con hoang. Ngươi là con hoang, là con hoang, con hoang. Ta không phải con hoang. Không sao chứ, đánh chết nó cho ta. Huynh đệ đâu, lên. Đánh chết ngươi. Con hoang. Ta không phải con hoang. Ta không phải con hoang. Mẫu thân, phụ thân con rút cuộc là ai? Bọn chúng nói con là con hoang. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phụ thân con đã chết rồi. Con không cần biết ông ấy là ai. Cho dù là chết rồi cũng có tên chứ. Người chỉ cần nói cho con biết, lần sau bọn chúng còn gọi con là con hoang nữa, con sẽ nói với bọn chúng, con không phải là con hoang. Con chính là con hoang. Mẫu thân, con vẫn luôn hỏi người cha con là ai. Người không muốn nói cho con biết. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân của thanh phi đao này chính là cha của con sao? Bây giờ ông ấy đã tìm con phải đối mặt làm sao đây? Bây giờ con thật sự không biết có thể đi đâu. Con không có năng lực báo thù cho người, cũng không thể bảo vệ bản thân. Đến cả bản đồ báu vật mà bọn chúng muốn, rốt cuộc là chuyện gì con cũng không biết. Thiên Hữu. Vâng. Chúng ta đối với Hàn Lăng còn cách 10 năm tay nữa. Cho nên ngươi vất vả một chút. Vâng. Nhớ rõ, công chúa muốn hắn chết, mà chúng ta còn muốn thứ chúng ta muốn nữa. Đi chuẩn bị đi. Vâng. Ngươi đang làm gì vậy? Đại ca, mặc dù đệ lần đầu gặp huynh, nhưng huynh ở trong sinh mệnh của đệ đã tồn tại mười mấy năm rồi. Lúc đệ vui, mẹ đệ sẽ nhắc huynh với đệ. Lúc đệ buồn, mẹ đệ cũng sẽ nhắc huynh với đệ. Bất luận lúc nào ở đâu, mẹ đệ cũng thường nhắc đến huynh. Huynh hiểu cảm giác này không? Này, ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sự tồn tại của huynh, mẹ đệ luôn nhắc nhở đệ nhất định phải nỗ lực hơn nữa. Vì cha vẫn luôn tìm huynh. Nếu đệ có chút lơ là, vị trí ở Lý gia của đệ sẽ bị huynh lấy mất. Ta nói cho ngươi nghe, đó là việc của ngươi, không liên quan gì đến ta hết. Mấy năm nay, huynh giống như một cơn ác mộng tồn tại trong thế giới của đệ, tồn tại trong Lý gia. Từ khi cha biết đến sự tồn tại của huynh thì luôn đi tìm huynh. Từ đó trở đi, mẹ đệ không còn vui vẻ với cha nữa. Mặc dù bọn họ là phu thê, nhưng vẫn luôn sống trong bóng đen của mẹ huynh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tất cả. Bọn họ làm như vẻ chân chính tương kính như tân, thậm chí còn lễ nghi hơn người ngoài. Cho nên đệ quyết định, lần này đệ không muốn trốn tránh nữa. Đệ muốn tự tay tìm ra huynh. Đệ muốn xem huynh rốt cuộc là người như thế nào. Ta nói với ngươi một lần nữa, việc của ngươi không hề liên quan đến ta. Đại ca, cùng đệ quay về đi. Gặp cha, còn mẹ đệ nữa.
Đệ nguyện chia cho huynh một nửa, tất cả những gì đệ có. Chỉ mong huynh trở về một lần để làm một gia đình hạnh phúc hòa thuận. Đại ca, này, đừng đến đây. Ta nói với ngươi lần cuối, trên đời ta không có bất kỳ người thân nào cả. Ngươi mau quay về đi. Đi đi. Đi đi. Hay cho Lý Chính huynh lại lén lút trốn ta chạy đến đây. Sao cô lại đến đây? Sao huynh y như cha ta vậy? Trời đất này không có nơi Phương Khả ta không dám đi. Nơi huynh đến cùng Thượng Quan Hoại, Phương Khả ta cũng có thể đến. Lẽ nào cô không biết đây là nơi vui thú của nam nhân? Biết chứ. Vậy cô còn đến, mau đi đi. Nam nhân các người có thể, ta cũng có thể đến. Này, hai vị huynh đệ, nếu như muốn bàn bạc, mời hai người ra ngoài, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đi đi đi. Huynh làm gì huynh ấy vậy? Huynh ấy biến thành như thế này? Ta đâu có làm gì đâu. Nơi này là chỗ phong lưu, phường Cồn Hương quả thật không hợp ra vào. Nếu như huynh thương tiếc cho danh tiếng của cô ấy thì mau chuyển đi đi. Ta đồng ý. Này, chuyện của ta không cần hai người quản. Mất hứng, mau đi đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí đấy. Huynh tưởng rằng ta thích quản sao? Nếu không phải quan niệm huyết thống giữa chúng ta, ta chẳng thèm đến nơi này đâu. Này, chuyện gì vậy? Cô ta chết rồi. Sao vậy? Hôm nay ta mới xăm một hình xăm, ngài xem có đẹp không? Phương mỹ nhân. Lẽ nào Sơn Thành thực sự có Sơn Yêu? Đây vốn không phải là Sơn Yêu, mà là người làm. Ngươi là ai? Tại hạ Đoạn Thiên Thụy, đệ tử phái Ô Kim. Chúng tôi luôn theo dấu những vụ kỳ án. Bây giờ cần đưa thi thể này đi. Xem ra ta không phải đến muộn một bước. Đợi đã, ngươi muốn mang cô ấy đi? Thi thể này không ai được đem đi cả. Các ngươi lại là ai? Thiên Long Môn, Lãnh Kiêu. Nhìn các ngươi xem ra chính là một đám. Bớt phí lời đi, đây là chuyện của môn phái ta. Hôm nay thi thể này ta nhất định phải đem đi. Này này này, ngươi nói là việc của ngươi thì là việc của ngươi sao? Ngươi có chứng cứ gì không? Không có đúng không? Này, có phải ngươi làm không? Làm gì vậy? Đừng đánh nhau. Lãnh Kiêu, ngươi đừng quá đáng. Ai? Mọi người phân ra đi. Đi. Đi thôi, mau đi. Đi thôi, mau đi. Mau đi. Nhìn ngươi có vẻ bi thương, nhất định không thường xuyên cười rồi. Một thanh lâu nữ tử như ngươi thì sẽ có câu chuyện thế nào chứ? Ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Ta phụng mệnh Đức An công chúa, nhờ ngươi làm một chuyện. Nếu như làm xong chuyện, tất sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Nói cho ta tên là được rồi. Con trai Thượng Quan Tiên, Thượng Quan Hoại. Không được, ta phải quay về tìm Hoại Phôi Tử. Cô đừng vội vàng.
Thượng quan Hoài Huynh ấy chắc chắn sẽ ở cùng đệ tử phái Thiên Sơn. Tạm thời chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu. Tình thế vừa rồi hỗn loạn như vậy, vạn nhất chúng ta quay lại lại gặp phải đám dân đó thì sao? Hơn nữa, sắc trời bây giờ đã tối thế này rồi, không bằng chúng ta quay về trước, nói không chừng bọn họ đã trở về rồi. Thơm quá. Phương cô nương. Phương cô nương. Đợi đã, hình như họ không có đuổi theo. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Được. Đúng rồi. Sao huynh phát hiện được trên huyệt thần kinh của đám dân đó có kim châm vậy? Ta cũng là trước kia từng nghe giang hồ đồn đại nói có một loại tà thuật như vậy, cho nên ta tùy tiện thử thôi, không ngờ thật sự bị ta đoán trúng. Ra là vậy. Đúng rồi, ta tên là Thượng Quan Hoại. Nếu như chúng ta đã có cơ hội cùng nhau chạy đến nơi này rồi, cũng xem như là có duyên phận. Nếu như chốc nữa, vạn nhất ai có gì bất chắc, vậy người được sống tiếp phải thay người chết đi lập cái bia mộ đấy, có được không? Tại hạ là đệ tử Thiên Long Môn, Lãnh Ấu Huyên. Tại hạ đệ tử Ô Kim Phái, Đoàn Thiên Thụy. Vinh hạnh, vinh hạnh. Vậy chúng ta xem như quen biết nhau rồi nhé. Đúng rồi, chuyện Sơn Yêu rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thả ta ra, thả ta ra, cầu xin cô thả bọn ta ra. Người bắt chúng ta làm gì vậy? Mau thả chúng ta ra. Gương mặt này quả thật đúng là cực phẩm đấy, trơn nhẵn non mềm. Ta bây giờ thật muốn lột nó xuống đeo lên mặt của ta. Ta cảnh cáo ngươi, người cứu ta sắp đến rồi đấy. Nếu như ngươi dám làm gì ta, ngươi nhất định sẽ chịu thảm gấp 100 lần đấy. Thế sao? Yên tâm, bây giờ ta vẫn chưa muốn giết cô đâu. Qua mấy ngày nữa chính là ngày rỗ của Hồng Nhi của ta. Từng người các ngươi đều sẽ trở thành tế phẩm cho cô ấy. Bây giờ các người cứ ở đây ngoan ngoãn sống thêm mấy ngày nữa đi. Sơn yêu thối tha, thả ta ra. Ta cầu xin ngươi hãy thả ta ra. Sơn yêu thối, đừng đi, thả ta ra. Bây giờ chúng ta cũng coi như từng trải qua sống chết rồi. Ta kể cho các ngươi nghe một đoạn chuyện có được không? Được. Trăm năm trước, Thiên Sơn chỉ có một môn phái, chính là Thiên Long Môn. Đệ tử trong môn chia làm hai phái, một phái ủng hộ đại sư huynh, một phái ủng hộ nhị sư huynh. Nhân lực hai phái vì tranh đoạt chức trưởng môn đã chém giết vô cùng. Cuối cùng hai bên đều bị thương. Nhị sư huynh thế yếu, nên dẫn một nhóm đệ tử tự lập môn hộ ở phía tây Thiên Sơn, lấy tên là Ô Kim Phái. Bọn họ nỗ lực tu luyện. Hơn nữa vào 15 năm trước, đệ tử đắc ý nhất phái Ô Kim Lãnh Liên đã yêu con gái của trưởng môn Thiên Long Môn Hồng Nhi. Tình cảm của hai người vấp phải sự phản đối kịch liệt của Ô Kim Môn. Lãnh Liên vì vậy không tiếc phản bội lại sư môn, tàn sát đồng môn. Sau đó hai người hẹn nhau bỏ trốn. Nhưng buổi tối hôm hai người bỏ trốn, Lãnh Liên mới phát hiện Hồng Nhi đã bán đứng hắn. Sau khi Lãnh Liên phát hiện, đã giết Hồng Nhi, còn có hơn 10 đệ tử của hai phái. Cuối cùng lại để hắn chạy thoát. Từ đó về sau, hai phái không ngừng truy tìm tung tích của hắn. Cho nên, ta nghi ngờ sự kiện Sơn Yêu lần này hơn nửa phần là có liên quan đến Lãnh Liên. Hóa ra là vậy. Vậy xem ra chuyện trải qua của hai vị cũng giống như Lãnh Liên và Hồng Nhi nhỉ? Đúng không? Phương cô nương! Phương cô nương! Lý Chính! Lý Chính!
Đệ không sao chứ? Đệ không sao. Nhưng Phương cô nương bị người ta bắt đi rồi. Khả Khả, Phương cô nương. Phương Khả Khả, muội ở đâu? Phương cô nương. Khả Khả. Phương Khả Khả. Làm sao đây? Còn có thể làm thế nào? Tiếp tục đi tìm thôi. Đã tìm thấy chưa? Không có. Bên Hinh thế nào rồi? Cũng thế. Vậy phải làm thế nào? Vừa rồi ta cũng đến nơi mà mấy cô gái đó xảy ra chuyện để xem thử. Xem có manh mối gì không. Kết quả chẳng có gì cả. Lẽ nào Phương cô nương? Cô ấy đã... Yên tâm đi, Phương Khả Khả không phải người bình thường đâu. Sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Chỉ cần chúng ta chưa nhìn thấy thi thể của cô ấy, chúng ta vẫn còn hy vọng. Thế này đi, để giúp ta tìm mấy người tuyệt thế mỹ nữ. Làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Tìm trước đi rồi hãy nói. Được. Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào thật sự là cô ấy? Hóa ra cô chính là Sơn Điêu đó. Là ngươi. Ngươi tránh ra cho ta. Thiếu hiệp, cứu ta. Cứu ta với. Cô nương không cần lo lắng. Cô mau đi đi, ta chặn cô ta. Vậy ta đi trước nhé. Công tử, nhớ cẩn thận đấy. Cô đã bắt bằng hữu của ta đi đâu rồi? Nói, tránh ra. Ta sẽ không để cô tiếp tục làm hại mấy cô gái vô tội đó nữa đâu. Cô đừng đi. Người mở miệng là nói đi bắt Sơn Yêu. Nhưng người có biết vừa nãy người thả đi chính là Sơn Yêu? Cô ấy cũng là Sơn Yêu. Cái gì gọi là cũng là? Sơn Yêu chỉ có một. Thực ra chính hung thủ thứ nhất Bán Chi Liên, hắn ta có một sở thích là thích những cô gái đẹp, cho nên cứ đến một nơi liền lấy đi da mặt của những thiếu nữ xinh đẹp lột xuống, làm thành mặt nạ da người đắp lên mặt của mình. Người có biết ta đã tốn biết bao tâm tư mới dẫn dụ được hắn ra? Giờ thì bị người cứ vậy thả đi rồi. Lần sau ta không thể dễ dàng dẫn dụ hắn ra như vậy nữa. Người nói, ta có nên vì những cô gái bị hắn ta giết hại mà kết liễu ngươi không? Ta nhầm rồi sao? Vì đền tội, ta sẽ cùng cô đi bắt Sơn Yêu. Không cần. Người tốt nhất là cách xa ta ra một chút. Ta nghiêm túc mà. Cô làm gì thế? Cô đi à? Đừng đi. Giúp ta giải huyệt.
Có ai không? Là ngươi. Ngươi cũng đến rồi à? Có gặp được Lãnh Liên không? Vừa ở đây đấy. Đi đâu rồi? Chỗ đó, cứ đi thẳng về phía trước. Chỗ đó, truy. Các ngươi đừng đi. Giúp ta giải huyệt đạo rồi nói. Đại ca, có nhầm không vậy? Ngứa quá. Nhẹ tay thôi. Hình nhịn một chút đi. Nhẹ tay thôi. Đừng bôi nữa. Sao hình lại biến thành thế này? Gặp được Bán Chi Liên rồi. Bán Chi Liên. Thả ta ra. Sởn yêu chết tiệt. Ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Chuyện chính là như vậy. Hóa ra là như vậy. Thế Phương cô nương không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ta bảo đệ đi tìm mấy mỹ nữ, đã tìm chưa? Không tìm thấy mỹ nữ, nhưng lại tìm được một vài bộ y phục của con gái. Xem ra chúng ta phải đích thân xuất mã rồi. Vẫn chưa xong à? Sao lâu thế? Xem nào. Nào. Quay lại cho ta xem nào. Đừng ngại ngùng nữa. Được đấy. Đệ quả đúng là tuyệt sắc mỹ nữ mà. Nhưng mà đệ thế này thật sự được sao? Được chứ. Cái này gọi là dụ rắn ra khỏi hang. Chỉ cần chúng ta đi trên phố. Nếu như được rồi vệ huynh mau chóng thay y phục. Bằng không Phương cô nương sẽ nguy hiểm đấy. Tự lo lắng cho bản thân đi. Ngại quá. Đợi ta một chút. Ta sao? Bán Chi Liên, chuyện công công giao phó, người làm đến đâu rồi? Yên tâm, chỉ cần các ngươi đưa ngân lượng đúng hạn, chuyện nhất định sẽ làm cho các ngươi làm đến không để lại sơ hở. Một chút ngân lượng nhỏ đã tính làm gì? Tung tích của bản đồ bảo tàng Kim Tiền Bang còn không phải càng giá trị hơn sao? Bản đồ bảo tàng. Được, công công làm việc quả nhiên sảng khoái. Vậy ta phải đi tìm thêm mấy cái da mặt nữa đây. Cáo từ. Xem cái này đi, thời tiết hôm nay không tồi đâu, sắp đến rồi đấy. Tính cho rẻ một chút, xin ngài đợi một lát. Được được. Đi từ từ. Thật tốt, mời ngài. Mỹ nhân này đi đâu thế? Đi đi, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đừng đụng vào ta, tránh ra. Đừng động vào cô ấy, tránh ra, tránh ra. Sao hả, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Đám nam nhân các người, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có đúng không? Đáng ghét. Có đi không? Có đi không? Có chuyện gì thế? Còn không đi đi. Cút đi, cút đi. Còn không đi đi. Thật không biết thời thế. Đi thôi, đi thôi. Phương Mỹ Nhân, ở đâu? Đừng nhìn cô ta. Phương Mỹ Nhân không phải đã chết rồi sao? Nhất định là hắn. Bán cho ít bánh bao, đã bán lẻ rồi. Ngon lại đến nhá. Ngài đi từ từ nhé, đi theo. Trà của các người cũng ngon đấy. Xin mời ngài, rượu ngon lâu năm. Đi bên trái bên này. Bên này. Làm gì thế? Có người đi theo chúng ta.
làm việc theo kế hoạch. Chúng ta tiếp tục truy tìm. Bánh bao đây. Chuyển nhân của tiểu Lý Phi Đao chẳng qua cũng chỉ thế thôi sao? Người của Thiên Long Môn và Ô Kim Phái thật đúng là thú vị nhỉ. Hai môn phái còn có thể liên thủ với nhau sử dụng song kiếm hợp bích. Những hậu bối các ngươi thật đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt đấy. Những người nông dân này chính là bị hắn khống chế. Sư muội, cẩn thận. Đừng làm hại bọn họ. Bọn họ đều là người vô tội. Sao hả? Còn có lời di ngôn gì muốn nói không? Vị đại tỷ này thực ra là... Cô thật sự không cần thiết cách vài ngày lại đi lột da mặt của người ta như vậy đâu. Ngoại trừ phiền phức ra còn lãng phí thời gian nữa. Ta bây giờ nói cho cô biết, ta có phương thuốc bí truyền tổ tiên để lại giữ cho dung nhan cô vĩnh viễn giữ gìn tuổi thanh xuân. Thật chứ? Cô nhìn da mặt ta xem. Vừa nhìn là biết ngay khoảng 20 tuổi. Nhưng thực ra ta đã 41 tuổi rồi đấy. Vì sao? Bởi vì ta đã dùng phương thuốc của tổ tiên. Ta lừa cô làm gì? Ta lừa cô có tác dụng gì không? Đúng không? Mau nói, phương pháp gì? Đã nói là phương thuốc bí truyền của tổ tiên. Ta nói cho cô có biết dùng không? Cô không biết. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là đích thân ta làm giúp cô rồi. Người là cái đồ bội tín bội nghĩa. Người không phải nói cách này chỉ nói cho ta và sư muội thôi sao? Đồ tốt thì mọi người phải cùng dùng đúng không? Đừng nhỏ mọn như vậy. Thật là... Ông trời thật đúng là không công bằng. Gương mặt như vậy còn muốn thuật lưu giữ dung nhan. Đúng vậy. Bỏ đi. Ta tạm thời giữ tính mạng cho ngươi mấy ngày. Nếu như ngươi không chăm sóc tốt cho gương mặt của ta, để ta giúp ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Đi thôi.
Ngươi xem ta có đẹp không? Đẹp. Phương thuốc đã nghĩ ra được chưa? Nghĩ được rồi. Nhưng mà còn thiếu một chút dược liệu. Dược liệu gì? Sơn dược, cẩu kỷ, hạt sen, ý nhân, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đường muối mỗi loại một nắm nhỏ, nước tương đặc và nước tương loãng, giấm chua sủi cảo. Nếu như muốn xinh đẹp còn có thể thêm một chút hành hoa, nhưng quan trọng nhất là một con gà tơ. Gà tơ? Đúng vậy, đó là phương thức bí truyền rất quan trọng đấy. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, xem ta làm sao xử ngươi. Mau chóng đi đi, mau chóng đi đi. Ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta. Khả khả, khả khả. Khả khả. Khi nào thì chúng ta ra tay? Đợi chút hãy nói. Thượng quan huynh, huynh thật sự có thuật ngữ giữ gìn dung nhan sao? Ta nói có mà huynh cũng tin. Nhìn huynh nói chi tiết như vậy, suýt nữa sư muội ta cũng bị lừa rồi đấy. Vậy vừa rồi huynh bảo hắn đi tìm gà tơ cũng là lừa cô ta à? Lời này của cô thật là lời thừa rồi. Vì sao sợi dây thừng trên tay ta càng dãy ruộng lại càng bó chặt nhỉ? Cô đừng cử động nữa. Đây gọi là sinh tử kết. Nếu như cô từ từ còn có khả năng cởi nó ra, nhưng cô càng dãy ruộng nó lại càng bó chặt lại đấy. Cẩn thận tay của cô bị ghì đứt đấy. Xem huynh cũng không lớn tuổi hơn so với tuổi của chúng ta. Vì sao huynh biết nhiều thứ như vậy? Nếu như cô giống ta, từ sáng đến tối đều phải chạy trốn, cô đều sẽ hiểu nhiều thứ như vậy thôi. Đây đều là mẫu thân dạy cho ta đấy. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Bên ngoài có yêu quái muốn giết ta, mau cứu ta. Bên ngoài có yêu quái. Cút ra, bán chi lăng. Phiền ngươi đứng đắn một chút có được không? Cho dù ngươi muốn giả vờ cũng nên vào từ chỗ kia, lại còn đi từ cửa động vào. Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của bọn ta có phải không? Vậy người vừa rồi đi tìm gà tơ là? Hắn không mắc lừa sư muội. Vốn dĩ muốn chơi đùa cùng các ngươi, nhưng không ngờ lại bị các ngươi nhận ra rồi. Vậy ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Hồng Nhi, Hồng Nhi, Hồng Nhi, Lãnh Liên, người quả nhiên là Lãnh Liên. Bao lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này nữa. Có lẽ người đã sớm quên bản thân người là Lãnh Liên, đem chính mình biến thành Bán Chi Liên. Thế thì sao? Người muốn làm sao? Cô gái Thiên Long Môn ở bên cạnh ngươi, sợ là người trong lòng của ngươi đúng không? Đệ tử của Thiên Long Môn và Ô Kim Phái yêu nhau. Hiện tại của ta chính là tương lai của các ngươi. Đệ tình là đồng môn, ta khuyên các ngươi đừng đi theo con đường cũ của ta. Người nói linh tinh. Tình yêu của ta và Đoàn sư huynh là đơn thuần, không giống với các ngươi. Chúng ta sẽ không đi vào đường cũ của các ngươi đâu. Thế sao? Vậy ta nói cho cô một bí mật. Cả đời này ta hận nhất chính là cặp tình nhân nói chuyện yêu đương, đặc biệt là người hạnh phúc hơn ta. Da mặt này của cô thật không tồi đâu. Vừa hay ta cần một tấm da mặt mới. Không bằng đưa cho ta. Người muốn giết người ấy thì giết ta trước đi. Đoàn sư huynh, lão yêu quái, nếu người muốn da mặt của ta, người lấy đi là được rồi. Đừng làm khó Đoàn sư huynh của ta. Sao hả? Cô nguyện ý vì hắn mà chết sao? Nếu như có thể chết vì Đoàn sư huynh, ta có chết cũng không hối tiếc. Sư muội, cô nguyện vì hắn mà chết.
Cô nguyện vì hắn mà chết sao? Vậy vì sao cô ấy không thể vì ta? Vì sao không thể vì ta? Nếu cô đã nguyện chết vì hắn, vậy ta thành toàn cho cô. Sư huynh, sư muội, đợi đã. Đừng sốt ruột, lát nữa sẽ đến lượt ngươi thôi. Kẻ dám lừa gạt ta cũng xem có chút gan. Ta sẽ cho ngươi là kẻ chết cuối cùng. Lãnh Liên, ngươi làm phiền ngươi, ở đây có nhiều gương như vậy, ngươi tự mình soi đi, tự mình nhìn lại mình. Bộ dạng thế này, chẳng trách Hồng Nhi cô nương lại không thích ngươi. Đừng nói đến cô ấy, cho dù là ta, không cần giết ngươi, trời xanh cũng sẽ đối phó với ngươi. Ta thật buồn nôn chết đi được. Nhưng mà nếu như ngươi có gương mặt anh tuấn như của ta, vậy thì sẽ khác rồi. Có khi Hồng Nhi cô nương đã sớm bổ vào ôm lấy ta hôn mạnh một cái rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu như ngươi đã một lòng muốn chết, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sao ta có thể để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được? Như vậy không phải quá tiện nghi cho ngươi ư? Nghĩ kỹ, ta trước nay chưa từng lột da mặt của nam nhân bao giờ. Ngươi là người đầu tiên, được không? Đừng tự lừa dối mình nữa. Thực ra ngươi hoàn toàn không cần da mặt của người khác. Ngươi làm như vậy đơn giản là vì ngươi đã giết chết người con gái mà ngươi yêu. Chuyện này khiến ngươi cảm thấy day dứt. Những người không hiểu ngươi ngoài kia thì cho rằng ngươi vì bản thân trời sinh trông khó coi, bởi vì ngươi đố kỵ với dung nhan của những cô gái xinh đẹp kia, cho nên người mới đi lột da mặt của bọn họ, đem chính mình hóa trang thành phụ nữ. Nhưng trên thực tế, những cô gái bị người giết kia đều trông giống một người, đó chính là Hồng Nhi cô nương. Vì ngươi đã giết chết người bản thân yêu nhất, nên ngươi ngày ngày đều nghĩ làm thế nào để trang điểm cho mình trở thành cô ấy, ngày ngày huyễn tưởng trở thành cô ấy. Như vậy giống như là cô ấy vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, có đúng không? Ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng không ngờ trên đời này người thật sự hiểu rõ ta nhất lại chính là ngươi. Ta lại có chút không nỡ ra tay giết ngươi rồi. Ta sẽ giữ mạng của ngươi thêm mấy ngày, đợi đến ngày giỗ của Hồng Nhi. Ta sẽ lấy mạng của ngươi để bái tế Hồng Nhi. Thế mà đúng là bị ta đoán trúng rồi sao? Huynh đoán. Thượng quan huynh lợi hại thật đấy. Phương cô nương, cuối cùng đã tìm được cô rồi. Lý Chính, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp được các huynh nữa, tưởng rằng ta sẽ giống như bọn họ bị lột da mặt. Vẫn may là huynh đã đến. Yên tâm đi, bây giờ cô an toàn rồi. Vô dụng thôi, ta thử rồi. Sao rồi? Không sao chứ?
Nơi này không thích hợp, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi đã, còn bọn họ, cứu bọn họ đi. Được, nào. Cô nương, không sao chứ? Đại nhân, nếu như chúng ta đã nghe tung tích của Thượng Quan Hại rồi, chúng ta có nên nhanh chóng. Bây giờ không thể dễ dàng manh động. Không ngờ ta ở trước mặt Cao Công Công, đi theo tùy tùng hết lòng phục vụ bao nhiêu năm nay, vẫn không lấy được sự tín nhiệm của ông ta. Hôm nay lại phái ra thiên hiệu, lại thêm kẻ đứng đầu Lục Yêu bán chi liên, lấy mạng Thượng Quan Hoại chắc không thành vấn đề. Đại nhân có đối sách gì không? Thiên hiệu muốn cướp công, chỉ là hắn không biết Lý Mạn Thành đã phái người đi trợ giúp Thượng Quan Hoại rồi. Vậy thì chúng ta cứ ngồi trên núi xem hổ đấu đi, xem tình hình rồi ra tay. Nếu như tình hình không thuận lợi, vậy chúng ta án binh bất động. Dù sao chúng ta cũng lập được công, nếu như chất vấn cũng dễ để trả lời. Đại nhân quả đúng là thần cơ diệu toán. Nếu như thiên hiệu và bán chi liên cũng không thắng nổi người của Lý Mạn Thanh, chúng ta cứu hay là không cứu? Người cản trở việc của ta đều phải chết. Tiểu thư, người quay về rồi. Lão gia, tiểu thư quay về rồi. Tiểu thư, người ngồi đi. Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Cha, con bị dọa cho sợ chết rồi. Con bị Sơn Yêu bắt đi đấy. Gì cơ? Con bị Sơn Yêu bắt đi sao? Vậy hắn có phi lễ con không? Con... Xong rồi, xong rồi. Lần này lỗ vốn lớn rồi. Cha, cha đang nói linh tinh gì vậy? Đều tại cha đấy. Nếu không phải cha ép hôn con cũng sẽ không chạy lung tung đâu. Được rồi, về là tốt rồi. Sau này cha sẽ không ép con thành thân nữa. Thật chứ? Lý công tử, lần này may mà có cậu, con gái ta mới có thể sống sót thoát nạn. Thế này đi, cậu cứ xem, chỉ cần trong phủ của ta có đồ cậu thích, một lời, tùy cậu lựa chọn. Bá phụ, không cần khách sáo, đây đều là việc ta nên làm. Sao vậy? Còn Hoại Phôi Tử, Hoại Phôi Tử đi đâu rồi? Ta nghe tên yêu nhân đó nói, hắn vì lợi dụng ta, dẫn huynh ấy dụ ra. Liệu có phải huynh ấy đã trúng phải bẫy của Sơn Yêu rồi không? Điều rồi, ta chỉ nghĩ đến việc cứu cô, quyền mất cứu Thượng Quan Hoại, ta phải mau chóng đi cứu huynh ấy. Lý công tử, cậu còn nghĩ cho tên tiểu tử xấu đó làm gì? Vì chúc mừng con gái ta thoát chết sau kiếp nạn, đi, ta mời cậu đi uống rượu. Cha, sao có thể như vậy? Hoại Phôi Tử chính là vì... Phương cô nương, cô cứ ở trong nhà, ta đi cứu Thượng Quan Hoại. Lý công tử, đợi ta với, ta cũng đi. Sao con lại đi nữa rồi? Con vừa mới quay trở về mà. Trên đường nhớ cẩn thận đấy. Người rốt cuộc giấu Phương Khả Khả ở chỗ nào vậy? Người nói con gái phú hộ Phương Thiên Hào sao? Cô ta sớm đã thành một tấm da mặt được ta thu phục giữ lại rồi. Người điên rồi. Phương Thiên Hào nhiều tiền như vậy, cẩn thận ông ta xuất ra giang hồ truy sát lệnh truy sát ngươi. Cả đời này của ngươi xem như chết chắc rồi. Người cho là ta có được địa vị như bây giờ, còn sợ cái gì gọi là lệnh giang hồ truy sát sao? Trên đời này người muốn giết ta rất nhiều, ta muốn người trên đời đều giống như ta, nếm mùi vị mất đi người yêu thương. Người là tên biến thái, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Người cho là người giết nhiều người như vậy thì sẽ vui sao? Không đâu, người sẽ càng ngày càng đau khổ. Người đáng đời, đáng đời. Tiểu tử, người hiểu cái gì? Người hoàn toàn không biết cái gì là làm mọi chuyện vì tình. So với việc để cô ấy sống đau khổ, còn không bằng cho cô ấy chết một cách thống khoái. Cho nên ta đích thân giết chết cô ấy, cô ấy sẽ không hận ta. Hồng Nhi, đợi ta giết hết nữ tử trong thiên hạ, ta sẽ đến với muội. Sư thúc, tính của người không xấu, đừng sai rồi lại càng thêm sai. Sư thúc, nếu như ngươi bằng lòng hối cải, ta tin là Thiên Sơn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Cầm miệng hết cho ta. Ta sẽ không bao giờ quay lại Thiên Sơn.
Đợi ta bái tế Hồng Nhi xong, ta sẽ giết các ngươi, làm tế phẩm cho Hồng Nhi của ta. Bây giờ các ngươi hãy yên tĩnh cho ta, ta phải ở cùng Hồng Nhi của ta nói chuyện. Lại hóa trang. Vậy người bên ngoài làm sao tìm được hắn?